ba cây. Cái gì? Cái này là em vẽ đó hả? Dạ. Em nhìn vẽ lại hay sao? Dạ, nhìn theo tượng Phật vẽ là lúc đó không có ảnh thờ nên vẽ theo để thờ á. Ô trời, cái này là Nhi năm 2020 mấy đây? Dạ. Sau bớt thì thực hiện ước mơ thì ngoại hình vẫn rất là quan trọng cho công việc mà em muốn. Cho nên là sau bớt, nếu mà sau bớt ngoại hình tốt hơn có thể là sẽ làm được nhiều việc hơn. Ngoại ước mơ thì thực hiện chắc cũng sẽ nhanh hơn. Dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ quay trở lại tỉnh Đồng Tháp. Và hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Phong Mỹ thuộc huyện Cao Lãnh. Và phía sau lưng Bùi Hồ đây là một ngôi nhà của chị Phượng, một người mẹ nhặt ve chai nuôi hai đứa hai cô con gái của mình. Một cô con gái thì ấp ủ trở thành một nhà thiết kế, và một cô con gái lại có trên mình một cái vết bớt trên mặt. Mà theo Nhi á, cô gái có vết bớt trên mặt chia sẻ rằng đó là những cái gương mặt xui xẻo theo mọi người đồn đoán. Tuy nhiên thời gian vừa qua thì khi mà chia sẻ đoạn clip về Nhi lên á thì được sự quan tâm của rất là nhiều người, cô chú, anh chị, tất cả các mạnh thường quân cũng như những người mà quan tâm đến cuộc sống của ba mẹ con. Hôm nay đấy thì Bùi Hồ đến đây chia sẻ lại cái hoàn cảnh này cho cô bác quý anh chị biết luôn. Đồng thời thì đến đây để thông báo cho gia đình hai tin vui cho cô gái có vết bớt, có gương mặt mà mọi người cho rằng là xui xẻo. Xui xẻo hay không thì mọi người cùng vào trong với Bùi Hồ để nghe Bùi Hồ thông báo hai tin vui này ha. Chị Phượng hàng ngày vẫn chật vật chạy từng lo ăn từng bữa, cũng như là lo trả cái số tiền trọ đó. Sáng nay thì Bùi Hồ có hẹn chị Phượng không đi nhặt phế liệu nữa, mà ở nhà để mà chia sẻ những cái đoạn vui đó cho cô bác quý anh chị cũng như là cho gia đình của chị Phượng. Dạ chị Phượng ơi. Dạ. Chào chị. Chào Nhi nha, với lại bé kia tên gì em quên mất tiêu rồi. Mi. Mi. Chào gia đình mình. Dạ. Cuộc hẹn sáng nay là chị phải ngưng đi nhặt cũng như là thu mua phế liệu hả? Nghe bị ngang qua cái gì sáng ở nhà mẹ con mới đi chợ mới được ăn gì sớm dạ. Không, là hôm qua là chỉ được 100 mấy thôi, mua được 100 mấy là bán luôn lời luôn hay sao? Không có mà vốn á, lời có 20 mấy 30 ngàn là tiền lụm nhâm nhựa luôn á. Đi nắng quá nắng chịu không nổi luôn, nó hốc con người luôn. Nhi mấy ngày nay là tâm trạng của mình tốt hơn chưa? Hả? Được. Hả? Dạ, ổn. Trước đây thì các mấy anh em lại thì nghe Nhi chia sẻ rằng là mọi người nói với em á là cô gái có gương mặt suy xẻo. Thì lúc đó buồn lắm, có những lần mà muốn kết thúc cuộc đời mình luôn. Thì em có xem được cái đoạn clip mình trên mạng không? Dạ có. Coi nhiều lần mà coi là khóc. Coi là khóc lúc thì... mà thấy con khóc là khóc. Rồi khi coi thì cái tâm trạng của mình nó có đỡ hơn không? Không biết nữa. Không biết hả? Có đọc được bình luận không? Dạ có đọc. Mọi người nói như thế nào? Thì người ta nói không có bước sau, không có gì thôi, kiểu động viên mình vậy đó. Dạ. Thật ra mọi người thường động viên Nhi lắm. Và người ta nói là cái vết bớt của Nhi á là vết bớt của sự may mắn. Dạ. Nhiều người có vết bớt không phải trên gương mặt mà ở ngay chỗ khác của cơ thể á, thì nó đều mang đến sự may mắn chứ không phải là xui xẻo như nghĩ nha. Dạ. Đừng có bao giờ tự ti với lại cái gương mặt của mình. Dạ. Mặc dù á cái gương mặt của mình nó cái vết bớt nó nổi ngay chỗ cái mặt của mình, nó sẽ làm cho mình nó không được xinh đẹp như những người con gái khác. Nhưng người ta cô chú anh chị nói là gương mặt của Nhi vẫn rất là xinh và cố gắng lên, đây là gương mặt may mắn chứ không phải là gương mặt xui xẻo. Nhưng mà ở Sài Gòn người ta lại khác mình. Dạ. Và xin việc làm là người ta né. Vô xin là người ta né không. Chắc lại là chưa đến cái thời điểm của sự may điểm. Mắn. Cũng có một khán giả gọi cho em á, là nói gương mặt của bé Nhi là sau này là bé Nhi giàu có lắm đó chị. Dạ. Dạ. Chứ không phải là xui xẻo đâu Nhi. Dạ.
tại cũng có người gần nhà của cái khán giả đó đó, thì cũng có cái gương mặt nhưng mà cái vết bớt á là nó nhỏ hơn như bé Nhi. Không biết là trên gương mặt thôi hay là có những chỗ khác mặt không à? Có gương mặt không à? À, em quay cho mọi người xem rõ cái gì. Đó, mọi người có thể thấy vết bớt thì nó chiếm gần 1/3 từ cái môi trở lên thôi. Nó vô tới trong thịt trong luôn. Trong thịt trong tới hàm răng luôn. Tới hàm răng luôn hả? Hàm răng trên. Cái đó người ta gọi là bớt vết bớt máu. Nhiều người tôi cứ bớt son. Bớt son. Là cái bớt này nó ăn vô trong ở trong vẫn thấy đỏ luôn. Hả? Trong luôn, trong cái hàm răng trên này là đỏ luôn. Nhưng mà yêu cầu nó đứt một chút thôi là nó giọt như là cắt cổ gà vậy đó. Máu hả? Máu nó ra. Mà khi nó lành lợi nó bình thường. Nhưng mà lóc mau lành không? Nó cũng không. Lâu lắm. Để lâu thiệt lâu chứ mà buông ra rồi là nó giọt máu ra. Cầm được không được hả? Cầm không được. Mà tới chừng nào băng, chừng nào mà nó hết ra được á là bắt đầu nó lành lợi thì nó bình thường thôi. Là nằm ngay cái mạch máu của nó. Cái bớt đó là cái tụ máu. Bớt máu. Bớt máu. Thế không phải, em nghĩ cái bớt này là liên quan tới cái mạch máu á. Dạ. Yeah. Mà sanh hồi đó nó da rất khó nuôi nó. Khó nuôi nó lắm, đem ký bán nó. Tại vì sanh nó da nó chỗ ba giá. Đầu ba giá hả? Chỗ đầu ba giá. Là biết nhỏ này là không nuôi không được rồi. Là nuôi từ nhỏ tới lớn là nó đau dập dời luôn. Đau hoài vậy đó, là tới chừng nào lớn lên và đỡ nhưng mà cái sau muốn đau là đau thiệt là nhiều. Nó không đau thôi, nó đau là đau một chặng thiệt nhiều. Vậy đó. Nuôi đến bây giờ cũng nuôi tới bên lớn vất vả luôn. Lo cái bữa ấy rồi là mười mấy bữa trước là nó đau là nó đi hết tư chích thuốc không chứ đâu có tiền đâu nhập viện nữa. Vô nhập viện phải đóng tiền viện phí người ta. Mình không có bảo hiểm, mới mua bảo hiểm chưa đúng. Và chứ tư không chứ đâu dám đi. Hôm trước là có điện cho em là nói sẽ có một cái chương trình nào đó sẽ hỗ trợ cho em, sẽ làm cho hết cái bớt trên mặt em. Thì lúc đó cái em nghe được cái thông tin đó thì em như thế nào? Dạ, mẹ gì cả thì cũng mong là có người giúp con để xóa được bớt để tôi có thể dễ dàng xin việc hơn. Thấy nhiều cái may mắn hơn đến với nhà vậy đó. Dạ. Mình có suy nghĩ rằng một ngày nào đó là không còn vết bớt trên mặt mình nữa không? Cũng có hy vọng, cũng cố gắng làm để dành tiền vậy đó, nhưng mà không có được, không có xin được gì á, khó khăn quá. Người ta nói bao nhiêu tiền? Một lần có hỏi rồi, cũng có xin mấy chương trình kia nhưng mà người ta không có nhận, tại vì người ta kêu về chính phủ, chính quyền làm với này với nọ nhiều giấy tờ mà mình xin không được á. Bắt đầu cái người ta không có tài trợ cho mình, còn nếu mà xót tốn tiền á, thì là 8 đến 10 triệu một lần xót. Nhưng mà còn bớt bự như vậy như em á, thì phải xót đến cũng 8 đến 10 lần như vậy đó. Nhưng mà không có hết hoàn toàn được, tại vì nó là máu mà nó không có hết hoàn toàn được. Nó chỉ nhạt thôi, kiểu gì đó. Dạ. Lúc trước mới sanh ra thì cái vết bớt của Nhi nó có đậm giống như bây giờ không chị? Nó y tinh vậy đó. Nó cũng nằm trên mặt, khi cái mặt nó nhỏ thì nó nhỏ, khi lớn lên theo y thinh đi luôn. Chứ nó không có lan. Nó y thinh cái vết bớt nó. Tới đến nỗi cô ruột của nó hồi xưa cũng né luôn. Bước chân qua nhà bà đuổi về, chứ bà không cho vô nhà bà. Bà nói vô nhà bà xui. Nhưng mà có thật ra là có thấy sự xui đến mọi người không? Mà không biết cái lý do gì mà người ta lại nói như vậy. Cả đi ở Sài Gòn mà dẫn nó ra đường là người ta đi, người ta nói nhịn mặt thấy ghê quá trời, né đi chỗ khác, né đi chỗ khác. Nhiều khi nó kệ người ta nói gì nói, mặc kệ người ta, con cứ đi theo mẹ đi. Cả công ty ở đây cũng vậy luôn. Ra đưa hồ sơ nạp vô, cái nói cái mặt có bớt son gì cái không nhận. Cái nói nhỏ này sao, nói em ruột không nhận luôn, trả luôn hồ sơ lại. Ngay cầu Phú Mỹ luôn. Có bao giờ là đi ra đường thấy con gái của người ta là mặt xinh đẹp và Nhi cũng vậy. Tuy nhiên thì lại có vết bớt như vậy thì chị có cảm thấy bản thân của mình nó tủi dữ không?
và đặc biệt là cái việc mà mình lại không làm ra tiền để đưa con mình đi bệnh viện trị bệnh. Cũng buồn lắm chứ, nhưng mà con cũng nói thôi kệ con ơi, chờ sanh sao chịu vậy thì mẹ lo cho con được, ừ chứ còn tiền thì không có khả năng để mà lo cho con đi điều trị. Chứ còn ăn uống thì có lúc thì có lúc cũng thiếu hụt tới hụt lui hoài. Giờ nói thôi con dán đi kệ, ai nói mặc kệ người ta, miệng đờ mà. Làm sao cho vừa lòng hết người đờ. Kệ, ai nói gì nói, yêu cầu mẹ thương con là được rồi. Chỉ mẹ thương là trên hết rồi, còn mặc miệng đờ người ta muốn nói gì người ta nói. Ta thương thì dễ, còn người ta ghét thì người ta nói đủ thứ hết. Thật ra là khi Nhi mang cái vết bớt như vậy thì nó có nhiều sự thiệt thòi cho cái bản thân Nhi. Thiệt thòi thứ nhất là sinh việc không được nè Đạt ha. Thiệt thòi thứ hai á là tuổi con gái lớn thì lại người yêu chia tay vì là cái vết bớt đó. Tiếp xúc đúng rồi. Có bao giờ em nghĩ rằng á là mình sẽ từ nay về sau sẽ mãi mãi không có gia đình rồi, không có chồng? Không, không biết, tại thấy người ta cũng có bớt, người ta cũng có gia đình bình thường mà. Tại hiện tại cũng không có muốn có gia đình, muốn tập trung để kiếm việc này nọ thôi, chứ không có muốn có gia đình. Dạ. Nếu như có một người nào đó chấp nhận lấy em làm vợ, không phải là vì thương xót cuộc đời của em, dạ, mà người ta có cũng có một cái khuyết điểm trên cơ thể, dạ, thì em có chịu tìm hiểu người ta và có đi đến hôn nhân với người ta, ví dụ vậy? Tìm hiểu thì tìm hiểu được, nhưng còn đến hôn nhân thì em không chắc đâu. Tại vì thật lòng là bây giờ không muốn lấy chồng luôn á. Tại vì chẳng chưa muốn, thấy còn sớm quá. Độ tuổi hiện tại thấy còn quá sớm để lấy. Nói chung là nếu... 23 tuổi rồi. Nhưng mà em nghĩ là con gái thì khoảng bao nhiêu tuổi em mới chấp chịu lấy chồng? Em muốn có công việc ổn định, lo được gia đình đã. Trong khi đó thì nếu như bên chồng có điều kiện, tạo điều kiện cho em cái công việc làm luôn, chịu đến với nhau thì có công việc làm luôn, lo cho em đi học nghề luôn, yeah. Rồi sau đó thì vợ chồng cùng nhau sinh sống thì em nghĩ như thế nào? Em không muốn phụ thuộc người ta. Thật ra thì khi mình đi xin việc là mình cũng đã phụ thuộc rồi. Thì công việc thì mình bỏ công, người ta bỏ tiền nó khác. Còn cái bên kia thì là gia chồng thì cũng ngại lắm, dù sao cũng không khó lắm. Khó lòng được. Có lẽ là anh nghĩ là em sẽ bị mặc cảm đúng không? Không, không phải, tại sợ phụ thuộc bên chồng đúng không? À. Em cứ thể nói hết cái tâm tư của mình cho anh nghe. Dạ, thì nói chung là giờ không có muốn có gia đình. Bây giờ muốn tập trung để công việc rồi có tiền để thực hiện ước mơ của mình thôi, chứ cũng không muốn phụ thuộc thì có gia đình sẽ khó khăn trong tương lai vì công việc của ước mơ của em là gì? Nhà thiết kế thời trang. Thiết kế thời trang? Dạ. Em có muốn học làm đẹp thẩm mỹ đúng không? À, em có học thiết kế mà em cũng muốn học nhiều cái liên quan tới nghệ thuật lắm, nhưng mà em có muốn học make up để cô dâu làm đẹp thẩm mỹ hay hoặc là gội đầu được không? Em muốn học trang điểm thôi chứ không có gọi đầu. Dạ. À, nếu như có một người nào đó hỗ trợ cho em việc em đi học trang điểm, yeah, và lo cho em cái chi phí đó, yeah, và cùng nhau tìm hiểu luôn thì như thế nào? Tìm hiểu thì được, chứ còn nói tới hôn nhân thì em không có chắc đâu. Theo em thì bao nhiêu tuổi thì em mới chịu lập gia đình? 30, 35. Nó có quá trễ đối với tuổi của con gái em không? Em thấy không trễ. Em thấy như vậy là được, mà không có trễ. Lúc đó là trưởng thành hơn rất nhiều, cũng có thể có tiền này nọ, rất là chắc chắn luôn, chứ không thể nào trễ được. Có bao giờ em nghĩ rằng cơ hội nó chỉ đến với mình một lần duy nhất, và khi mà mình vụt mất cái cơ hội đó thì mãi mãi sẽ không bao giờ đến được? Cơ hội thì em thấy là một là người ta tạo ra, hai là mình sẽ có thể tạo ra. Chứ không hẳn là nó đến rồi nó đi hoài vậy. Nó đến một lần rồi nó đi mãi mãi không bao giờ quay lại được thôi. Thì em nghĩ không có. Tại vì cơ hội thường, người tài năng thì sẽ có nhiều cơ hội hơn. Em thường nghe nói hai chữ tiếc nuối không? Tiếc nuối vì cơ hội nó lại đến với mình. Tiếc nuối gì? Thật ra là cũng có, tại vì ngày xưa người ta có tài trợ cho em đi học thiết kế, nhưng mà học ở rất là xa, ở nước ngoài lắm.
Nhưng mà lúc đó còn quá nhỏ, không có cấp 1, không có sao, sao em lại có cơ hội được học như vậy? Vậy lúc đó thiết kế. Vậy em tự thiết kế rất là nhiều, rất là nhiều, sau đó đưa thiết kế cho mẹ, người ta hỏi, sau đó đưa cho người ta, người ta thấy được rồi, người ta là người ta muốn hỗ trợ cái người hỗ trợ đó, nhưng mà lúc đó không có đồng ý, sau đó người ta đi, rồi cái người mà lấy để đưa cho người ta đó, thế là người ta lấy cái hộp đó luôn của em, không trả lại nữa. Thiết kế trên bản vẽ hay sao? Trên giấy. Trên giấy, trên giấy thôi. Còn mì gì đó nhưng mà là giấy váy cưới này nọ, nói chung là đồ này nọ đó. Tới tới bây giờ thì em không vẽ nữa, chỉ để trong đầu thôi. Em sợ người ta đánh mất cái bản, cái ý tưởng không, của mình. Không, tại vì bây giờ bỏ lâu quá rồi, cũng khó vẽ khó lại á, không có vẽ giống được hoàn toàn như xưa nữa. Thì hiện tại vẫn đang tập vẽ thôi, chứ vẽ dáng người dưới thiết kế này nọ trên giấy thôi. Dạ anh trời, cố đi dành tiền để đi học vẽ lại đàng hoàng hơn chút. Dạ. Lâu chưa? Lâu ạ, đúng là năm tiểu học. Năm tiểu học người ta lấy luôn cái bản vẽ của em? Dạ lấy luôn, nhưng mà em cũng đưa ít thôi chứ không có đưa hết hoàn toàn. Hiện nay em còn giữ cái bản vẽ nào không? Không biết ở đây đâu, không biết đi đâu đâu. Không, mấy cái đó thì chỉ là vẽ theo tranh của người ta thôi chứ còn. Đâu đâu, như cô chị Phượng lấy. Không, bây giờ tìm không có ra đâu. Bức tranh Phật thì ở trong cái bọc đó đó. À, dạ. Hôm nay á thì tụi anh đến đây á thì lại bắt gặp em với một cái tâm thế khác. Dạ. Bắt gặp em với một cái cô nhi không phải là gục ghè giống như lúc trước, mà mỗi lần nhắc đến cái gương mặt của mình lại rơi nước mắt. Dạ. Mà em hôm nay lại trao đổi nhiều hơn. Đạt có cảm thấy như vậy không? Ngoài cái việc mà ước mơ thiết kế á thì anh cảm thấy như thế này. Mẹ cũng lớn tuổi rồi, và để thực hiện cái ước mơ của em nó phải đầy đủ yếu tố nhân duyên. Dạ. Kể cả về tinh thần lẫn vật chất. Ví dụ để thực hiện được cái ước mơ của em phải có tiền. Dạ. Phải có người giúp đỡ thì em mới có thể thực hiện được cái ước mơ đó. Dạ. Anh ví dụ có một người cho em tìm hiểu và muốn rằng hỗ trợ em, nếu như mà em học thành nghề thì sau này em có thể cùng với người đó đi đến tương lai xa hơn thì như thế nào? Đây những bức tranh nó ghi đâu, bức tranh Phật đâu, bức tranh Phật nào? Cái gì, cái này là em vẽ đó hả? Dạ. Em nhìn vẽ lại hay sao? Dạ, nhìn theo tượng Phật vẽ, là lúc đó không có ảnh thờ nên vẽ theo để thờ á. Ô trời, cái này là Nhi năm 2020 mấy đây? Dạ 21 hả Nhi? Dạ. Dược sư Lưu Ly Quang Phật. Lưu Ly Quang Dương Phật. Ủa, mấy cái này đâu phải đâu. Cái này là em nhìn tượng em vẽ hay là em nhìn tranh? Nó nhìn cái tượng. Nhìn tượng. Cái tượng đó nó vẽ theo y kinh luôn vậy. Mẹ nhìn cái bức tượng hả? Nhìn cái bức tượng vẽ, mẹ Quan Âm gì nó cũng vẽ được luôn, mà đợt đó đưa người ta lấy luôn. Nói chung là vẽ theo kiểu truyện tranh này nọ thôi chứ cũng... Không có biết. Cái này là nó nhưng mà vẽ không? Cái này là chưa có lên màu mà nó đẹp vậy đó hả? Vẽ chỉ cái tượng, nhìn cái tượng là nó vẽ đó, cái thinh vậy luôn á. Ô trời, đó là chưa có thỉnh tinh lên những người mà vẽ được cái tâm sáng lắm mới vẽ được những cái này nha. Có vẽ mẹ Quan Âm nữa mà đưa người ta lấy à, người ta lấy à, thờ rồi ta lấy à. Ngày xưa em nói em học hết lớp 7 đúng không? Dạ. Còn này là em nhìn tranh em vẽ, nó nhìn tranh nó vẽ luôn á, nó tự nó vẽ luôn. Nhìn tranh vậy đó. Ôi trời, bức tranh này là bức tranh gì đây Nhi? Trong Sakura. Trong phim á. À. Nó coi trong quạt quả nó cũng ghi được luôn. Còn là nó vẽ không? Không những phải là không phải là, không phải là My thôi mà Nhi cũng vẽ cực đẹp. Nó học hồi đó giấy khen nhiều lắm mà đi bỏ hết rồi, còn có mấy tấm giấy khen. Sao lại vẽ được vậy hay vậy? Nó ngồi nó nhìn không cái để thích thôi. Trên điện tivi đó mà hình gì là nó vẽ y tinh là gì luôn. Cái này là nhìn xa qua đó đúng không? Dạ. Nhìn vẽ theo. Dạ, nhìn vẽ theo. Có những cái bức tranh nào mà em tưởng tượng không? Em tưởng tượng không? Ừ. Không, ít lắm, tại vì mình vẫn chưa có giỏi học vẽ thuần thục đến mức có thể tự tưởng tượng vẽ được. Ừ. Vẽ mấy cái có thể tranh tô màu này nè. Cái đó là tranh đi học. Giữ học, từ thời đi học mà tự vẽ luôn. Từ thời đi học tới giờ lâu rồi. Lúc đó con học lớp 6, lớp 7 nè. Tự vẽ luôn đó mà. Có điểm là này cô cho điểm rồi. Ừ.
chung là hai chị em có năng khiếu quá luôn á. Nếu như mà Nhi với lại My mà có được một người hỗ trợ thì tương lai của các em sẽ khác. Học vẽ thì nó rẻ hơn là học thiết kế thì mình học tách rời thì nó lại tiền nó ít hơn. Học tách rời kiểu như học mai thì có thể là mình học người quen thì không muốn tiền, mà gặp người ta học người khác thì cỡ 3-4 triệu vậy đó. Còn nếu mà học ở trường này nọ thì nó mắc lắm. Tí xíu nữa chắc trao đổi với lại My thêm. Còn My đang vẽ gì đâu? My đang vẽ. My đang vẽ gì My? Đồ. Còn My vẽ đồ đâu? Hấp ổ quá. 100 triệu không bán đó nghe, ý tưởng mà. Ngồi thiết kế vẽ mấy dài chưa? Mới vẽ luôn hả My? Mới vẽ. Đồ này là mặc đi dạ hội hay đi dự lễ hay là mặc ở nhà? Nghĩ ra vẽ vậy thôi. Đồ đẹp quá ha. Nói chung là mình không biết nói gì luôn á, quá tài. Mà cái ước mơ vẽ thiết kế này mình chỉ ước mơ thôi, chứ thật sự mình không có thể nào bước vào cái lĩnh vực này mình làm được, đúng không? Dạ. Chỉ nghĩ thôi. Dạ, tại vì học để học nó thì tới mấy chục triệu à. Học toàn bộ thì tới mấy chục triệu là. Học là một chuyện, còn cái chuyện mình vô được làm hay không một chuyện nữa. Đúng rồi. Dạ. Không phải đầy đủ nhân viên hết. Mới được. Tại vì cái việc làm này mình thấy làm cũng khó. Tại vì trường con, trường em tìm hiểu á là người ta dạy xong người ta sẽ giới thiệu việc làm luôn. Tại vì người ta là cái trường kiểu như có của nhà nước á. Trường nào? Trường thiết kế thì cũng không có nhớ tên, tại vì để đó hơi lâu quá rồi cũng không có, tại vì để đó để tìm sẵn vậy đó. Những bạn học đó ta học đến nơi đến chốn, học tới 12 rồi bây giờ em mới. Không, không có cần cấp bậc. Cái trường này là kiểu trường, trường tư, trường ngoại, không có cần bằng cấp, cấp 3 hay cấp 2 gì hết. Chỉ cần học đầy đủ, đạt đủ đam mê để học đó. Và là có học gia trường rồi có bằng cấp của thiết kế thời trang rồi có thể đi xin việc. Dạ. Chị Phượng, chị có bao giờ nghĩ rằng là sau này hai đứa con của mình nó sẽ thực hiện ước mơ được và có thể giúp cho mình thoát nghèo không? Cũng chưa biết nữa, chừng nào nó làm được mình mới suy nghĩ tới đó. Còn giờ mình khổ quá, cũng chưa mơ tưởng tới. Ồ vậy hả? Ừ. Giờ nghèo, tiền ăn còn không đủ ăn rồi thì đâu mơ tưởng đứa con học ba cái nghề đó. Cho nên cũng chưa có nghĩ đến cái việc đó. Thì ngày nào đi làm thì xây sở ngày nấy, ăn uống hết ngày nấy gì đó. Thì thiếu trước khục sau hoài cũng chưa nghĩ, chừng nào con nó làm được mình mới nghĩ tới. Nó làm được mình thì mừng, con bằng được việc thì mình mừng cho con mình. Cho nó có công nghệ, có nghiệp rồi nó đỡ nó ra. Bây giờ thì chưa mơ ước tới, nghèo còn khổ. Hôm trước khi mà em quay về cái hoàn cảnh của Nhi á, của gia đình mình á, thì em có chia sẻ cái đoạn clip cho một bệnh viện thẩm mỹ tại Sài Gòn. Và bệnh viện đó nói rằng trong giữa tháng 5 tới sẽ có một chương trình khám miễn phí ngay tại quận nhất của Sài Gòn. Hôm nay em đến đây, em với lại Đạt cũng như là Út Đồng Tháp đến đây để thông báo cho mình biết. Thì chị với lại Nhi có chấp nhận lên Sài Gòn khám bệnh để mà có thể, nếu được thì có thể điều trị cho Nhi không? Chị có chấp nhận không? Chấp nhận. Chấp nhận cho khám cho con, đừng có đường điều trị cho nó được mà mừng. Nhi, em sao? Khi nghe được tin đó thì em như thế nào? Dạ, một kẻ như một trang mới cuộc đời. Một trang mới cuộc đời. Dạ. Nếu như mà điều vật định được việc điều trị vết bớt với lại việc hỗ trợ cho em thực hiện cái ước mơ của mình và sau đó lập gia đình, thì em sẽ mong muốn cái nào nó đến trước hơn? Có lẽ là xóa bớt, tại vì thực hiện ước mơ thì ngoại hình vẫn rất là quan trọng cho công việc mà em muốn. Cho nên là xóa bớt. Nếu mà xóa bớt ngoại hình tốt hơn, có thể là sẽ làm được nhiều việc hơn. Ngoại ước mơ thì thực hiện chắc cũng sẽ nhanh hơn. Dạ. Thật ra thì không biết cô bác, quý anh chị khi mà nghe Nhi cũng như là My á, chia sẻ thì thấy nói chuyện rất là thông. Và đặc biệt là rất là ngoan, với lại có những cái hoài bão mà chưa bao giờ thực hiện được.
Mà hôm nay thì mong rằng khi mà chia sẻ đoạn clip này lên thì sẽ có một cái tia hy vọng nào đó sẽ đến với em. Dạ. Nói chung là học nhỏ thì cũng thi ở rất nhiều môn khác nhau rồi, chỉ là không có tiền học tới nên cũng bỏ ngang thôi. Dạ. Nó học giỏi lắm, năm nào cũng lãnh thưởng á. Nhiều hoàn cảnh, thầy cô cũng giao phiên lắm mà. Dạ, có thi toán, có thi thơ, rồi thi chuyện ngắn, rồi thi tranh, vẽ tranh, rồi thi thơ luôn hả? Thi thơ là rồi ngữ văn nữa. Trường luôn. Nói chung là em thi rất là nhiều luôn mà không dạy nghe, tự nó về mấy đứa bạn về. Dì ơi dì, Yến Nhi thi thơ là nhất trường luôn mà lên huyện là cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Em tự thiết kế, em tự sáng tác thơ hay sao? Dạ, tự sáng tác ra. Nói chung là em có thể đọc một bài nào. Lâu lắm rồi không nhớ đâu. Một bài nào mà em ấn tượng nhất? Nói chung là ở cấp 1 lặng nên bây giờ không nhớ giấy khen của bài thơ. Nụ hồng tặng cô. Lúc đó thì chỉ đưa vậy rồi thi thôi chứ cũng đâu biết đâu. Có một cái bài nào mà em ấn tượng nhất về một bài thơ nào em có thể đọc cho tụi anh nghe vài câu được không? Ấn tượng là em chỉ nhớ tựa thôi chứ còn nói gì bài em không còn nhớ nữa. Tại em vì có sáng tác là bài nào về mẹ? Năm lớp 7 tính ra cũng lâu rồi, thành ra nó cũng không có quan tâm tới. Tại sao bài thơ đó lại tên Nụ Hồng Tặng Cô là sao? Tại vì lúc đó là kiểu tựa đề cho cuộc thi là nói gì thầy cô. Nên chỉ lúc đó thì về nghỉ thôi. Về nghỉ ra rồi làm rồi đi thi thôi chứ cũng không ngờ là sẽ đọc đâu. Tại vì cũng có rất nhiều người ta thi mà, đâu phải mình em đâu. Trong bài này mình không nhớ được câu nào trong đây rồi. Không, tại vì cái đó là cấp tiểu học lâu quá rồi đúng không? Tiểu học, dạ, tiểu học lâu lắm. Mới lớp lớp 4 mà. Lớp 5 gì á phải không? Thi từ lớp 4, lớp 5, sau đó lên lớp 6 vẫn còn thi nhưng mà em tốt nghiệp rồi cho nên không còn thi tiểu học nữa. Mới bỏ nó ra. Qua lớp 7 thì bắt đầu mẹ con đi tới giờ đó. Tôi lên tiểu học thì thi toán, thi vẽ, thi ngữ văn. Nói chung là rất là giỏi nhưng mà tại vì không có điều kiện đi học thôi. Dạ. Với lại một phần là mặc cảm thì các bạn lại bạo lực học đường theo cái kiểu là xô cho rằng gương mặt mình không được may mắn. Dạ. Tuy nhiên thì chắc có lẽ là không được may mắn vì đối với những người họ chưa tìm hiểu hết thôi. Không được may mắn đối với bản thân em thôi. Dạ. Ở thời điểm hiện tại, còn đối với những người khác thì nó rất là bình thường. Vết bớt nào thì sinh ra thì không có ai muốn như vậy bao giờ. Và em nghĩ rằng là vết bớt của Nhi là một cái vết bớt của sự may mắn chứ không phải là may mắn. Và đặc biệt là trên người em nó có những cái năng khiếu, những cái biệt tài nó rất là nghiêng, không phải Nhi mà ở My nữa. Hôm nay đến đây thăm gia đình của mình thì cũng cảm ơn chị đã nhín thời gian để mà có thể chia sẻ cho mọi người biết được cái hoàn cảnh của mình cũng như là cái ước mơ của Nhi. Và đồng thời là em cũng thông báo rằng là mình có một cái tin vui như vậy để cho mình có một cái tâm thế chuẩn bị để trong thời gian sắp tới vào giữa tháng 5 thì mình sẽ lên Sài Gòn. Em sẽ là người hướng dẫn trực tiếp chở cho gia đình của mình lên Sài Gòn. Còn ngày hôm nay thì đến với gia đình của mình thì em đồng hành với em thì có nhãn hàng giải độc gan Tuệ Linh. Đây là một cái sản phẩm dành cho những người có chức năng gan, những người mà uống nhiều bia rượu đó, những người bị xơ gan, viêm gan rồi đó chị, thì chị có thể sử dụng. Và ở trong này thì có những cái vitamin để hỗ trợ về chức năng gan nè, rồi trà giải độc gan nè, em tặng cho chị Phượng ha. Nhãn hàng giải độc gan tặng cho chị Phượng. Thì ở đây có thêm cái giải độc gan Tuệ Linh Plus á mọi người, cũng rất là hay luôn, công dụng hết hỗ trợ giải độc gan, tăng cường chức năng gan, viêm gan, xơ gan, người uống nhiều bia rượu và thuốc có hại cho gan, hỗ trợ giảm cái triệu chứng như là men gan cao, vàng da, mệt mỏi, chán ăn. Ở trong này có công dụng sử dụng hết chị có thể đọc để mà sử dụng theo đúng cái công dụng đó, rất là tốt luôn ha. Em thì rất là khắt khe trong việc lựa chọn những cái nhãn hàng mà nó đồng hành với em. Tuy nhiên thì để cho chị sử dụng tốt hơn. Và hôm nay thì Bùi Hồ cũng xin chân thành cảm ơn nhãn hàng giải độc gan Tuệ Linh đã đồng hành với Bùi Hồ trong đoạn video clip ngày hôm nay, và để mà tặng cho chị luôn. Và chắc có lẽ là bây giờ chị sẽ nói lời nào mà để cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã hỗ trợ mình cũng như là nhãn hàng giải độc gan Tuệ Linh ha.
Dạ xin cảm ơn cái công ty Tuệ Linh. Tuệ Linh. Cảm ơn Tuệ Linh rất nhiều đã cho tôi một số thuốc này để tôi uống trị dị gan, tôi cũng bị bệnh gan. Ồ, tốt quá. Uống gan là tại vì mình ăn uống nó đồ nóng không á. Ừ. Thành ra nó bị bệnh cũng lâu rồi. Cho nên có thể cho tôi lên nói gỡ gắm em tôi ít lời được không? Mệt quá, bỏ đi. Rồi thì đến thời điểm bây giờ thì cũng chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị, tất cả các mạnh thường quân đã đồng hành với Bụi Hồ trong suốt thời gian qua, cũng như là chân thành cảm ơn nhãn hàng giải độc gan Tuệ Linh đã hỗ trợ Bụi Hồ trong việc tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn cũng như là những người có triệu chứng về gan ha. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau. Chào cô, chào nghe. Dạ, dạ, chào. Dạ.